Mình giới thiệu với các bạn cách sử dụng cây sâm nước gừng này các bạn này. Cây sâm nước gừng này lấy ý tưởng từ cái bà nội trợ sâm gừng cho đường nó ngấm vào gừng để người ta làm mứt. Thì cây cây này thầy Châu cũng gọi là sâm nước gừng. Sâm nước gừng này có tác dụng rất hay trong cái việc là chữa các u mỡ này, rồi các sẹo ngoài da này, rồi có học viên của mình đã chữa cả tổ đỉa rồi cả eczema ở ngoài da này nữa. Người ta sâm xong người ta hơn ngày cứu. Thế bây giờ cách sâm như thế nào? Ví dụ có một cái khối u ở đây thì các bạn xâm vuông góc hơi lõm xuống mặt da, xâm bốn xung quanh, sau đó xâm trực tiếp lên khối u, xâm kín cả cái vòng này, cả cái khối u này là xong một lượt đó. Thì một ngày các bạn cứ làm như vậy độ khoảng 3 đến 5 năm đợt như vậy, hoặc là rỗi lúc nào các bạn xâm, nhưng mà trong một cái đợt xâm không cần làm nhiều quá đâu, các bạn cứ xâm kín mặt da như này là được đó. Thì cái khối u mỡ này dần dần nó sẽ tan đi, nó chỉ còn cái vảy ở bên ngoài thôi. Thì mình hướng dẫn nhiều người chữa cả u cả chân não hay chân đầu này, mỡ ở đằng sau mông này to bằng cái quả trứng gà sau rồi cũng hết. Rồi cái tác dụng của cái cây sâm bất gừng này nữa là gì? Là sâm để chữa sẹo. Ví dụ các bạn có cái sẹo lồi trên mặt da, các bạn cứ sâm cũng như vừa nãy mình hướng dẫn sâm kín trên cái sẹo này thì dần dần cái sẹo nó sẽ bằng xuống và nó mềm đi. Khi các bạn sâm cái này ở khắp trên mặt thì còn cái tác dụng là hạ sốt, hạ huyết áp cao các bạn nhé. Hạ sốt, hạ huyết áp cao đó. Nó có tác dụng làm mát. Kỹ thuật sâm này có tác dụng làm mát. Rồi hoặc là các bạn đang đau nhức ở chỗ nào đó, ví dụ bị gút này, cái vùng này nó đỏ này, nó sưng nóng này, các bạn xâm nhẹ nhàng tại cái vùng gút này, cái vùng đang đau này có tác dụng giảm đau. Và các bạn đang sưng đau đầu gối, sưng đau cùi chỏ, các bạn cũng xâm trực tiếp như này nó cũng tác dụng giảm đau rất là tốt. Thì theo quan niệm của diễn trần này thì khối u ấy, những cái chỗ đau ấy thì cái khí nó đang bế tắc ở đấy, đang tụ khí đấy, thì khi mình xâm này nó có tác dụng tán khí, làm mát, làm giảm đau và tan khối u. Chúc các bạn thành công.